Phó phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Fahan Haq cho biết, Tổng thư ký Antonio Guterres dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp kín tại thành phố Doha của Qatar vào ngày 1 và 2 tháng 5 với các đặc phái viên từ nhiều quốc gia khác nhau về Afghanistan. Mục đích cuộc họp này là tăng cường sự tham gia của quốc tế xung quanh các mục tiêu chung để có một hướng đi bền vững cho tình hình ở Afghanistan. Hội nghị Doha vào ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 5 không tập trung vào việc công nhận chính quyền Taliban và chúng tôi không muốn có bất kỳ sự nhầm lẫn nào về điều đó. Cuộc thảo luận sẽ được tổ chức tại một bối cảnh riêng tư, khép kín nhằm xây dựng một sự đồng thuận thống nhất hơn về những thách thức hiện tại. Kể từ khi nắm quyền tại Afghanistan vào tháng 8 năm 2021, chính quyền Taliban vẫn chưa được cộng đồng quốc tế công nhận. Taliban cũng đã đưa ra những quyết định gây nhiều tranh cãi và bức xúc trong đó có lệnh cấm phụ nữ và trẻ em gái không được đến trường không được tham gia hoạt động trong các tổ chức phi chính phủ và liên hợp quốc